Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài TV trên bản tầng 57.5. Thưa quý vị và ở phần 3 này xin thưa câu chuyện về ông thống đốc của tiểu bang Texas là ông Greg Abbott. Trong một cái sự kiện vào tuần vừa rồi để mà ủng hộ bày tỏ cái sự ủng hộ của một chính trị gia có tên là Janice Hall cũng là một người cộng hòa đang tranh cử một ghế ở trong quốc hội của tiểu bang Texas. Ông Greg Abbott cũng trong lúc mà hưng phấn sung quá đâm ra có cái câu phát biểu như thế này là ông đang cân nhắc về một cái giải pháp là có thể là ông dựng luôn cái bức tường biên giới mà biên giới không phải giữa mỹ và mexico mà là cái hàng rào biên giới giữa texas và oklahoma thưa quý vị để làm chi theo lời ông thống đốc Greg Abbott là để ngăn cho những cái chủ nghĩa dân túy um, xin lỗi những cái chủ nghĩa mà quốc là của cánh tả là cái sự trỗi dậy của cấp tiến quá cấp tiến đi nó lan tràn từ những cái tiểu bang xanh những cái thành phố xanh của những cái người mà làm lũng đoạn hết và hư hỏng cả một thế hệ với những cái tư tưởng cấp tiến của mình ông muốn dựng lên những cái bức tường biên giới đó là không cho những tư tưởng mà nó cấp tiến và work tràn từ oklahoma vô đến Texas. Đó là lời ông thống đốc của tiểu bang này nói như thưa quý vị. Ngay khi mà ông phát biểu ra câu này, khán những người mà lắng nghe trong khán phòng đó, người ta cười ồ lên, người ta cười rất là nhiều. Thì sau đó tỉnh táo lại, nghe lời kỹ lại của ông Greg Abbott, thì mình mới thấy một cái điều là tiểu bang Oklahoma, thưa quý vị, đâu phải là một cái tiểu bang xanh, như là California với ông thống đốc Gavin Newsom, người ta nói là Gavin Newsom cấp tiến đến mức độ không còn thể cấp tiến hơn được nữa. Tới mức độ mà những ngày này nè thưa quý vị, khi mà những cái câu chuyện về luật cấm phá thai vẫn còn đang ra những chuyện tranh cãi đó, Gavin Newsom tiếp tục là chi tiền quảng cáo ở những cái tiểu bang đỏ như là Texas, như là Florida và gửi cái thông điệp đến cho người dân ở trong những cái tiểu bang đỏ và nói rằng là những cái tiểu bang đó đó hà khắc và không có quan tâm đến cái số phận và sức khỏe của người nữ. Và nếu cần tìm kiếm những cái sự trợ giúp để mà phá thai, bảo vệ sức khỏe của người phụ nữ đó, thì có thể đến California. Gavin Newsom cấp tiến như không còn có thể cấp tiến hơn. Thì trở lại với câu chuyện của ông Greg Abbott, Oklahoma không phải là tiểu bang xanh mà đây là một tiểu bang đỏ rực, thưa quý vị. Với ông thống đốc Kevin Stitt cũng là một thống đốc cộng hòa và có những cái quan điểm là cực kỳ bảo thủ. Thế thì tại sao ông Greg Abbott lại muốn dựng lên cái bức tường biên giới giữa Texas với Oklahoma để mà ngăn ngừa những cái tư tưởng mà cấp tiến của bên phía dân chủ tràn vào tiểu bang của ông? Ông muốn dựng lên cái thành trì của một tiểu bang Texas là đỏ rực và cực hữu và cực kỳ bảo thủ và không có bất kỳ những cái tư tưởng cấp tiến và tự do gì có thể đặt chân đặt nền móng lên tiểu bang của ông Greg Abbott. Vì sao mà ông thống đốc của Texas dạo gần đây có thể mạnh miệng như thế này? Quý vị thấy nhớ là những cái thời gian gần đây là Greg Abbott đang gây ra một cái cuộc chiến mà nâng lên chiếm thu hút cái sự chú ý của cả nước với lại ông tổng thống Joe Biden thông qua những cái vấn đề những cái cuộc đấu tranh về, về vấn đề về di dân và trong thời gian trước đó là tiểu bang này dựng lên những cái hàng rào kẽm gai và thậm chí là ngăn không cho lực lượng uh, biên phòng là chính quyền liên bang được quyền tiếp cận và xử uh, giải quyết những cái hồ sơ xin tị nạn của di dân và thậm chí khi mà tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết và yêu cầu tiểu bang này phải gỡ những cái hàng rào kém gai ra để bởi vì di chuyện di dân á là vấn đề thuộc về liên bang phải để cho liên bang giải quyết. Tiểu bang không được quyền can thiệp vô. Cái power này của liên bang, Greg Abbott cũng mặc kệ và thậm chí 25 thống đốc của các cái tiểu bang đỏ đã viết thư đã ủng hộ cho cái hành động quyết liệt này của ông Greg Abbott và thậm chí mọi người còn nói là như ông Rod DeSantis của tiểu bang Florida, Greg Abbott chơi không, tôi sẵn sàng tôi gửi thêm vệ binh quốc gia ở Florida đến để mà chi viện cho ông. Thưa thắng xong lên và trong lúc hưng phấn quá, đòi bây giờ là sẽ dựng lên những cái hàng rào biên giới giữa những cái tiểu bang coi như là dựng lên hết và trong đó để ngăn không cho Oklahoma có thể ảnh hưởng đến Texas mà quên một điều rằng Oklahoma là một tiểu bang đỏ. Không biết rằng đây là câu phát biểu bông đùa của ông thống đốc tiểu bang hay là chân thật nhưng mà nó nói lên một điều. Cũng những ngày gần đây thưa quý vị và chuyện này nó không có mới, cứ vài năm một lần, cứ những cái người quan sát và đặc biệt quan tâm đến tình hình của Texas sẽ nói, cứ vài năm một lần, đặc biệt khi mà nước Mỹ có tổng thống dân chủ á, thì Texas sẽ ọ ẹ e một câu hỏi ly khai khỏi nước Mỹ hay không? Chuyện này không phải là mới. Nhưng những thời gian gần đây khi mà thấy là Greg Abbott, ông thống đốc đang chiến rất là dữ dội với lại ông Biden, thì những người đang hy vọng có một cái phong trào gọi là Texas. Quý vị nhớ ở nước Anh có phong trào là ly khai ra khỏi Âu Châu gọi là Brexit thì bây giờ Texas đang hy vọng là một cái phong trào Texas là ly khai khỏi nước Mỹ đã sẽ sớm trở thành hiện thực và bây giờ người ta nhắc nữa ví dụ như ông chủ tịch của cái phong trào này là đòi Texas phải độc lập khỏi nước Mỹ đó là ông Daniel Mueller. Ông vừa gửi một cái lá thư vào hồi tháng 1 và ông đòi có một cái cuộc gặp với là ông thống đốc để ông trình bày cái thỉnh nguyện là Ông đi gom góp những cái chữ ký của người dân Texas và đã lên được 170.000 chữ ký, trong đó có 140.000 chữ ký là thuộc về cử tri cộng hòa, số còn lại là dân chủ, nói lên cái nguyện vọng là muốn ly khai, Texas nên ly khai đi và ông Mueller này cũng là chủ tịch của cái tổ chức mà đòi ly khai nước Mỹ là từ năm 96 lận thưa quý vị. Cho nên chúng tôi mới nói là vấn đề này hoàn toàn không có gì là mới hết, nhưng mà để có một cái thông tin rằng hiện nay á ở Texas có hơn 17 triệu 800 ngàn cử tri, mà ông thu được chữ ký là 170 ngàn chữ ký và ông đang muốn có một cái cuộc gặp với lại ông thống đốc và ông nói rằng có nên chăng đưa cái vấn đề này lên cái lá phiếu trong cái kỳ bầu cử sắp tới để mà trưng cầu dân ý để mà xem thực sự là nguyện vọng của cử tri của người dân Texas có muốn ly khai khỏi nước Mỹ hay không chuyện này không phải là mới nhưng mà bây giờ người ta lại nhắc tới và vấn đề là nhiều người nói rằng đồng ý texas là một trong những tiểu bang rất là lớn của nước mỹ đóng góp vào cái nguồn ngân sách của liên bang không có nhỏ đâu texas cũng là một cái tiểu bang có thể so sánh với lại california đây thưa quý vị và đóng góp cho liên bang rất là nhiều và texas cũng có những cái thế mạnh về khai thác năng lượng và khai thác về dầu khí nhưng người ta nói rằng là ngân sách liên bang mà rót về cho Texas cũng hoàn toàn đổi lại, cũng không hề là nhỏ, chiếm tới 1 phần 3 ngân sách hiện nay của Texas đang có. Nếu như vậy thì Texas mà muốn ly khai ra khỏi và trở thành một nước độc lập thì phải kiếm cái nguồn thu đủ cho ngân sách của Texas hoạt động được, nghĩa là phải truy thu thêm mỗi người dân thêm 9.000 đô la Mỹ một năm thì mới hy vọng là có đủ số tiền để mà giúp cho tiểu bang có thể tự cung cấp tự chi trả và nếu mà muốn ly khai khỏi nước mỹ mà làm được chuyện này không thì nhiều chuyên gia kinh tế họ cho rằng chuyện này rất là khó xảy ra và cái nền kinh tế của texas không thể trụ vững nổi với cái việc tách khỏi liên bang thì đó là câu chuyện về texas nổi lên trong suốt cái thời gian gần đây và bây giờ một tin tức nữa cũng liên quan đến cái chuyện cơm áo gạo tiền mà đúng nghĩa là chuyện tiền luôn chuyện tiền chuyện tiền mặt luôn thưa quý vị là bởi vì quý vị có để ý là trong suốt cái thời gian gần đây người dân mỹ và không chỉ người dân Mỹ đâu, ở Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi đọc tin tức và thấy là bên phía Việt Nam cũng đang kêu gọi người dân là hãy thay đổi cái thói quen thanh toán. Thay vì đi đâu cũng xìa tiền mặt ra, xoẹt 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 để trả tiền. Thì bây giờ chỉ cần một cái tấm thẻ thôi, cà một phái như là có thể là thanh toán rất là nhẹ nhàng. Mà không cần phải cầm tiền mặt trong người, nè rồi đếm, rồi đổi tiền lẻ, rồi cũng sợ bị cướp bóc gì hết. á Nếu mà bị cướp cái giỏ mà có cái thẻ thì gọi lên bang xin là khóa cái thẻ đó xong. Và ở nước Mỹ cũng vậy, người ta nhìn một cái bức tranh rộng hơn, thấy rằng là trong những cái năm gần đây, số những chi trả người dân thanh toán bằng tiền mặt đó, nó giảm hơn so với trước rất nhiều. Một cái cuộc nghiên cứu năm 2023 cho thấy credit card thẻ tín dụng lại được người Mỹ sử dụng nhiều nhất, chiếm 31% trong các cái giao dịch thanh toán. Debit card là cái thẻ mà quý vị bỏ tiền vô đó, có nhiều quý vị cà nhiều thì là chiếm 29%, còn trong khi đó tiền mặt chỉ được sử dụng 18% trong các cái transaction, những cái giao dịch hiện nay ở trong nước Mỹ. Và chuyện mà sử dụng tiền mặt, nó cứ giảm từ từ, từ từ trong nước Mỹ. Ví dụ năm 2019 có 26% những cái giao dịch được sử dụng được chi trả bằng tiền mặt, nhưng mà rồi đến năm 2020 nó rớt xuống còn 19% mà thôi. Nói tóm lại là gì? Người dân Mỹ hiện nay đó, người ta ít có sử dụng tiền mặt trong cái giao dịch và thanh toán. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra, thế thì người dân Mỹ cảm thích thích hơn về cái chuyện sử dụng thẻ, nhưng mà tại sao chính phủ liên bang và cụ thể là ngân hàng trung ương Fed vẫn đưa ra những kế hoạch mỗi năm để in tiền in tiền mới in in tiền giấy để làm cái gì và bởi vì những cái dữ liệu của ngân hàng trung ương cho thấy đó cái kế hoạch mà họ in tiền mới và để cho tiền mặt lưu thông ở trong nước Mỹ á, nó vẫn tăng theo mỗi năm kể từ năm 2002 và những cái đồng đô la Mỹ được in ra từ cái đồng 100 người ta nói là ít cấp phổ biến nhất là đồng 2 đô la đó thưa quý vị thì ít được in mới nhất nhưng mà còn những cái mệnh giá khác thì vẫn được in ra thường xuyên như vậy và làm cho người ta rất là khó hiểu là tại sao bây giờ người dân người ta chuộng cái chuyện mà thanh toán bằng thẻ cho nó tiện lợi mà chính phủ thì vẫn cứ in tiền mặt đều đều thì đây là câu trả lời của các chuyên gia về kinh tế thưa quý vị họ nói nói gì thì nói Cash vẫn còn đóng một cái vị trí là king, là vua trong các cái hệ thống thanh toán hiện nay. Ví dụ như đối với một số những cái đối tượng đó thì tiền mặt vẫn còn rất là cần thiết. Ví dụ như bây giờ nói về bank nhé, các cái hệ thống ngân hàng hiện nay họ vẫn còn sử dụng cái tiền gọi là um, money order có nghĩa là khi mà quý vị cần làm sử dụng một cái dịch vụ gì ví dụ như làm passport chẳng hạn mà người ta chỉ thu check mà nếu như cái khách hàng đó không có check thì phải đi ra ngoài ngân hàng để mà trả cho ngân hàng một số tiền ví dụ như là 200 đô la Mỹ để đổi lại một cái tờ giấy trên cái tờ giấy đó có cái mệnh giá là money order là 200 đô la tương xứng với khoản tiền cash mà quý vị bỏ ra rồi quý vị mới cầm cái tờ money order đó quý vị qua bên bưu điện và nộp cho bưu điện để mà làm một cái hộ chiếu mới hoặc là những cái người mà lãnh tiền hư tiền trợ cấp ví dụ vậy khi mà vào ngày 15 thì quý vị mới nhận được tiền mà bây giờ đến ngày 13 mà quý vị phải trả một cái khoản nợ nào đó thì có thể đi ra ngân hàng để xin một cái repeat, một cái repeat uh, payday loan là để cho ứng trước một cái khoản tiền để mà trả cho những cái khoản nợ mà quý vị đang vướng đó. Rồi đến cái ngày mà tôi được thanh toán thì tôi sẽ trả lại sau. Thế thì những cái khoản tiền cash như thế này vẫn còn được sử dụng bởi một số những cái đối tượng họ không có nhận được tiền lương hay là những cái khoản thanh toán định kỳ hàng tháng vô cái tài khoản của mình. Cho nên tiền cash vẫn còn được rất là uh, rất là là chuộng thưa quý vị. Rồi một số người nói nữa là thậm chí khi mà đi mua hàng những cái khoản tiền nó quá nhỏ nó dưới 10 đồng như mua một chai nước suối hay là một cái bó rau chẳng hạn chẳng lẽ cứ dùng thẻ mà cà thì nó cũng bất tiện huống chi một số nơi hiện nay ngay trong vùng Cali này đây thưa quý vị đi ăn nhà hàng đó đi ăn nhà hàng mà nhà hàng ghi một cái tấm biển là nếu mà dưới 20 đồng là họ chuộng là trả cash hơn mà nếu mà trả bằng thẻ là họ sẽ chạc thêm 3% phí nhiều thượng đế người ta cảm thấy không có vui vì những cái chính sách này nhưng mà điều đó là có thật ở một số nơi người ta vẫn yêu cầu là trả bằng cash hay là mua một cái bó rau một cái chai nước suối cũng phải trả bằng cash rồi còn chuyện này nữa đây là cái nghiên cứu hẳn ho nha thưa quý vị của tổ chức chuyên nghiên cứu tâm lý của người tiêu dùng họ nói là có một cái xu hướng là dùng cash để mà chi trả cho những cái khoản mà họ không có muốn lưu trữ lại có nghĩa là trả xong là mua đứt bán đoạn không có để lại dấu vết Ví dụ như quý vị nhớ cái câu chuyện của bà chánh biện lý Fanny Willis với lại ông công tố viên Nathan Way mà truy tố ông Trump cùng 18 đồng phạm trong cái câu chuyện đảo ngược kết quả bầu cử từ bang Georgia đó. Thì vì thu hút toàn bộ cái sự chú ý vào chuyện ông Trump bị truy tố. Rồi trước đó ông bị chụp cái tấm hình mất sót mà đi vô lịch sử của nước Mỹ khi là một cựu tổng thống mà phải ra tòa rồi phải vô nhà tù ở hạt Fulton County và chụp cái tấm hình mất sót như vậy. Thì bây giờ toàn bộ cái sự chú ý đã tập trung vào cái câu chuyện tình ái giữa bà Fanny Willis với ông Nathan Way với cái lời tố cáo của bên phía những cái người bị truy tố cho rằng là bà Chánh Biện Lý đã sử dụng cái vụ truy tố này đó để kiếm tiền thuế của người dân và trả cho người tình của bà, rồi hai người thực hiện những cái chuyến đi du lịch khắp nơi. Câu chuyện đó chúng tôi đã nhiều lần thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ nổi lên một cái, cái ý là bà Fanny Willis nói là tôi đâu có sử dụng tiền của ông Nathan Way, chúng tôi đi chơi là chúng tôi split ra hết. Anh yêu em, em yêu anh nhưng khi đến phần thanh toán là split ra hết và chơi trả bằng tiền mặt. Thì có một cái cuộc nghiên cứu năm 2023, người ta chỉ ra rõ là người Mỹ hiện nay vẫn có tâm lý với những cái giao dịch nào á chi trả nào mà họ không muốn để lại dấu vết á thì đa số là sử dụng bằng tiền mặt. Nhưng mà cái việc mà sử dụng bằng tiền mặt các thưa quý vị, những chuyên gia kinh tế nói rằng á không phải là nó những cái cơ sở doanh thương mại đó khi mà họ cầm những cái tờ tiền mặt thậm chí là tờ cái mệnh giá rất là lớn như tờ 100 đồng thì họ cũng đây là nghiên cứu họ nói rằng là khi mà khách hàng mà cầm một tờ 100 mà trả đó thì thường sẽ có một cái nghi vấn là về cái tính hợp pháp của cái đồng tiền này và thậm chí là nhiều những cái những cái chủ thương mại người ta nói là bây giờ chính phủ mà in tiền á, thì bớt in cái tờ 100 đi bớt lưu thông cái tờ 100 đi là bởi vì họ sẽ không có thể thối lại với cái tờ tiền giấy mà mang cái mệnh giá lớn như vậy rồi họ cũng sợ là tiền giả tiền thật nữa thì đó là những cái tranh cãi chung quanh cái chuyện in tiền và cái chuyện tiền mặt nó có còn phổ biến hiện nay hay không nhưng mà rõ ràng một điều rằng dẫu cho cái việc mà hiện nay người mỹ ưa chuộng cái việc trả bằng thẻ cho nó tiện lợi nhưng mà cái chuyện tiền mặt vẫn còn rất là phổ biến nhất là nhiều người nói rằng hiện nay người Mỹ mà người nhập cư mà mới qua đó thưa quý vị họ chuyển được những cái số tiền mà qua bên này thì và họ chưa mở được bang thì họ có thể sử dụng tiền mặt để mà giao dịch rất là nhiều rồi một số những cái tranh luận khác thì nói rằng những cái đồng ai mà đi ra mà xài tiền mặt và mệnh giá lớn như vậy á, thì nó có thể liên quan đến những cái hoạt động mua bán kinh doanh gì đó không có hợp pháp. Đó là những tranh cãi, nhưng bất chấp những tranh cãi đó, Ngân hàng Trung ương vẫn ra tuyên bố là mỗi năm họ vẫn đều đều có kế hoạch in tiền giấy ra và để lưu hành trong cái nền kinh tế của nước Mỹ. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý hiện nay. Ngày hôm nay, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.